Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018. Lễ thánh Andre Kim, Phaolô Chung và các bạn tự đạo đại hàng. Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto và đoạn tin mừng theo Thánh sử Luca kể việc Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha rồi vì chị đã yêu mến nhiều. Có ba nhóm người trong bài đọc hôm nay: Chúa Giêsu và các môn đệ, Phaolô và người phụ nữ. Một trong số những người phụ nữ có số phận bị viếng thăm kín, thậm chí bởi những người Pharisêu, hoặc bị ném đá và các tiến sĩ luật. Người phụ nữ này cho thấy nàng có rất nhiều tình yêu đối với Chúa Giêsu, không giấu giếm mình là kẻ có tội. Đối với Thánh Phaolô cũng thế, ngài nói: thực vậy, trước tiên tôi đã truyền lại cho anh em điều tôi đã lãnh nhận, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Như vậy, cả hai người đều tìm kiếm Thiên Chúa với tình yêu, nhưng là tình yêu nửa mùa. Vì Phaolô nghĩ rằng tình yêu là lề luật, nên ngài đã đóng kín con tim với mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã bắt bớ các Kitô hữu, nhưng vì nhiệt tâm đối với lề luật, vì thứ tình yêu chưa chín mùi. Và người đàn bà đã tìm kiếm tình yêu, một tình yêu nhỏ bé. Vì thế những người Pha-ri-siêu đã bàn tán, và Chúa Giêsu giải thích: chị ấy được tha nhiều vì chị ấy yêu nhiều. Nhưng yêu như thế nào? Những người này không biết yêu, họ tìm kiếm tình yêu. Và khi đề cập đến các phụ nữ này, Chúa Giêsu đã có lần nói rằng họ sẽ đứng trước chúng ta trong nước trời. Những người Pha-ri-siêu nghĩ bọn này thật là gây gương mù gương xấu. Còn Chúa Giêsu nhìn vào hành động nhỏ bé của tình yêu, hành động nhỏ bé của một thiện chí, và ngài nhận lấy nó và mang nó đi tới. Đây chính là lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, luôn tha thứ, luôn đón nhận. Với các tín sĩ luật, họ có một thái độ mà chỉ những kẻ giả hình mới thường hay dùng. Họ lấy đó làm gương mù gương xấu và họ nói: hãy coi gương mù gương xấu biết bao, không thể sống như vậy được. Chúng ta đã đánh mất các giá trị rồi. Bây giờ mọi người đều có quyền vào nhà thờ, kể cả những kẻ ly dị, tất cả mọi người. Mà chúng ta đang ở đâu đây? Gương mù gương xấu của những kẻ giả hình. Đó là cuộc đối thoại giữa tình yêu lớn lao, tha thứ tất cả của Chúa Giêsu và tình yêu nửa mùa của Phaolô và người phụ nữ này, và cũng là của chúng ta nữa, một tình yêu bất toàn, vì không ai trong chúng ta đã được phong thánh. Chúng ta hãy nói sự thật và sự giả hình của những người công chính, của những người trong sạch, của những người tin rằng họ được cứu rỗi nhờ các công trạng bề ngoài của mình. Chúa Giêsu nhận ra những người bên ngoài cho thấy tất cả tốt đẹp như thế nào. Ngài nói tới các mồ mả tốt vôi nhưng bên trong đầy những hư thối. Và khi bước đi trong dòng lịch sử, giáo hội cũng đã bị những kẻ đạo đức giả bắt hại cả bên trong lẫn bên ngoài. Ma quỷ không có gì để làm với những người tội lỗi đã hoán cải, vì họ nhìn Thiên Chúa và nói: lạy Chúa, con là kẻ có tội, vì Chúa giúp con. Và ma quỷ bất lực, nhưng nó lại mạnh với kẻ giả hình. Nó mạnh và nó dùng họ để phá hủy con người, phá hủy xã hội và phá hủy giáo hội. Còn ngựa chiến của ma quỷ là sự giả hình, bởi vì nó là một kẻ nói dối. Nó cho thấy nó như ông hoàng quyền năng rất đẹp, nhưng từ bên trong nó là một tên sát nhân. Cuối cùng đừng quên rằng Chúa Giêsu tha thứ, tiếp đón, dùng lòng thương xót là một từ mà biết bao lần ta đã quên khi nói về người khác. Lời mời gọi là hãy thương xót như Chúa Giêsu và đừng lên án người khác. Chúa Giêsu phải ở trung tâm. Thực ra, Chúa Giêsu tha thứ cho cả Phaolô, một người tội lỗi, một kẻ bắt bớ.
nhưng sống với một tình yêu nửa mùa. Cho cả người phụ nữ, một người tội lỗi có một tình yêu không hoàn hảo. Chỉ như thế, họ mới có thể gặp gỡ tình yêu đích thực là Chúa Giêsu, trong khi những người đạo đức giả không có khả năng gặp gỡ tình yêu bởi vì họ có con tim khép kín.